Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sáng ngày hôm nay khi thức dậy thì em Cẩm Nhung có áp dụng một cái bài tập mà cho đến bây giờ em cảm thấy là nó rất là hiệu quả cho cả ngày hôm nay. Có một cái cảm giác gì đấy bên trong nó rất là thú vị, rất là sung sướng. Nên là em chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể ứng dụng thực hành dễ, rất là dễ và rất là vui. Và đặc biệt là làm như thế này thì còn giúp cho giọng nói của mình hay hơn, giúp cho mình hát hay hơn. Đấy, thì em chia sẻ cho mọi người nhé. Mọi người cứ hãy xem em làm nhé. Môi của chúng ta sẽ thả lỏng, hít một hơi thật sâu, làm đầy khoang bụng của mình, sau đấy là phì hơi ra. Trong lúc phì chúng ta có thể điều chỉnh âm thanh lên xuống trầm bổng theo sở thích của mình. Và em Nhung cam kết luôn là nếu như anh chị đang cảm thấy rất là bức xúc hay là đang rất là tức giận một điều gì đấy thì mình chỉ cần làm động tác này một đến ba lần sẽ cảm thấy không thể giận được nữa, rất là vui. Anh chị có một buổi tối tuyệt vời nhé. Bye bye.